mọi người ơi, vừa mới gần đám tối. À, lên cá rồi, lên cá rồi. Ui rồi ôi, ui rồi ôi. Quá rồi ôi. Trời ơi. Cá chiên. Úi giời ơi, cá chiên to mọi người ơi. À, hai anh em mình vừa mới đến bãi câu nha mọi người. Lần đầu tiên mình quay bằng cái cây này á, để chào mọi người, cho mọi người thấy cái mặt của mình xíu. Còn mình toàn quay bên kia không à. Hai anh em mình vừa mới đến một bãi câu rất là hoàn tráng nha mọi người. Đó là một bãi câu ở trong rừng Nam Cát Tiên nha. Hôm nay mình đi qua đây đó mọi người là để mình cố gắng mình câu được con cá lăn đỏ với con cá kết nha. Bởi nghe nói khu vực ngoài này rất là nhiều, mình câu mình thích cái cảm giác kéo con cá đó đó mọi người. Một cái view rất là đẹp nha mọi người. Cái đừng bãi câu, bãi câu rất là đẹp. Chào em Tài. Hello. Mình đi với anh Tài nha mọi người. Đây cái bãi câu này nó cũng trực thuộc Lâm Đồng luôn nha, nhưng mà nó nằm ở đoạn dưới. Hồi trước giờ là mình đi lên đoạn trên không nha, đi lên phía thượng nguồn. Hôm nay là mình đi xuống đoạn dưới nha mọi người. Nó cũng trực vẫn trực thuộc của tỉnh Lâm Đồng. Cái bãi câu đẹp quá mọi người ơi. Đây review cho mọi người xem nè. Ôi ôi. Bên kia là rừng núi. Một cái bãi đá rất là đẹp. Mình xây một vòng luôn nha. Đây có một con thác nè, đầu con thác nè. Quá đẹp luôn. Rồi mình hy vọng rằng trong chuyến câu này á, mình sẽ câu được cá lăn đỏ to to nha mọi người, với hoặc là cá kết to để kéo cho nó phê nha. Chứ mình ở trên mình mùa vừa rồi mình câu cá chiên không à, nó kéo yếu quá. Rồi, mình không nói vòng vòng nữa, bây giờ mình đi tìm bãi ra cần nha mọi người ơi. Ra cần em Tài ơi. Mọi người ơi, mọi người xem này. mình mới ra cần, cần này mình câu cá lăn nè mọi người, mình câu cần dung mà lưỡi lớn á, mình xanh Hugo á. Mà cá nó không ăn. Sau khi đến bãi câu cái mình bắt trước em Tài này. Em Tài nó nhờ mình làm cho mình một cái thẻo cá sát nha mọi người. Đây. Mình nhờ nó làm cho mình một cái thẻo cá sát nè. Đấy, cái thửa cá sát móc dế như vậy nè, cái lưỡi chút xíu à. Nè mọi người. Lên một em nè. Lên một em lăn đỏ nè, đúng nguyện vọng luôn. À, nhưng mà kéo vô cái lưỡi này nó không phê. Trời ơi, có cái lưỡi gì đây, kéo được cái lưỡi câu của mình đứt ở dưới đó lên nữa này. Ha, lưỡi câu của ai đứt rồi. À mọi người. Trời ơi, phê không? Ơi, kéo lăn đỏ nó phê gì đâu luôn á. Cái lưỡi chút xíu à mọi người. Nè, cái lưỡi câu cá sát nè, nó tí tí à. Quá đã luôn, để mình gỡ ra nha. Trời ơi, đúng nguyện vọng à. Hy vọng hôm nay mình câu được những con cá lăn đỏ với cá kết to để kéo cho nó sướng tay xíu nha. Lên cá rồi mọi người. Lần này mình đem máy quay rồi nha. Lên cá rồi. Ui da, chèn chèn. Được. Câu cá để ăn nha mọi người. Cá chèn nha mọi người ơi. Câu cá để ăn nha. Một con cá lăn rồi, cá lăn nãy mình chưa đem máy quay nha mọi người. Một cá chèn. Ngon quá, ngon quá. Bắt trước em Tài nha mọi người. Chứ mình là không có câu mấy cái kiểu này. Đó, câu cá nhỏ nhỏ để nấu cơm ăn nha mọi người. Rồi cá lớn là để săn được Hugo thì sẽ mang về nha. Rồi để mình gỡ ra nào. Ui cá chèn ngon. Hiệu quả ta, nó cái thẻo cá sát này nó cột cho mình đó nha, chứ mình không biết cột. À, cá chèn mới lên con lăn nữa. Đủ cá trưa ăn rồi. Wow, trời nắng quá mọi người ơi. Mình câu cái kiểu ở ngoài nắng mình không có quen nha. Mình không có câu được như em Tài, nó chèo xuồng rồi nó đi câu dạo dạo các kiểu, nó câu cá sát rồi mình câu không quen. Thì trời nắng quá bây giờ mình không chịu nổi nữa, mình để cần vẫn để cần ngay chỗ đó nha. Mình để cần ở chỗ đó rồi mình đi vô đây mình mắc cái võng nè. Đây mình mắc cái võng đây, trong bóng mát này mình nằm chơi thôi chứ không câu nữa mọi người ơi. Đợi xíu mát mát rồi ra câu, để trưa nấu cơm rồi nó về nó ăn nha. Cái cần hồi nãy nó làm cái thẻo cho mình, thẻo cá sát á. Xong mình câu được hai con cái nó đứt cái mất cái thẻo. Đây. Mình đem cần vô mình để đây. Nó đứt mất cái thẻo, mình không có biết cột lại cái thẻo nữa. Nên là mình đem vô đây. Thôi bây giờ lên võng nằm mọi người ơi. Đợi xíu nấu cơm trưa ăn rồi chiều mát mát rồi mình câu nha. Rồi đợi đêm mình săn hàng nha. Chứ mình không ra nắng nổi. Mọi người ơi, Bây giờ là 1:10 trưa chiều rồi mọi người ơi. Mà em Tài mình nấu cơm xong hết rồi mà em Tài nó vẫn chưa về mọi người ơi.
chắc là mình ăn trước nha mọi người. Mình ăn cơm trước rồi mình để phần cho em Tài nha. Đây, ở nhà mình nấu cơm này, nó chèo xuồng, nó đi câu ghê lắm. Nó đi, nó đổi chỗ, nó đi câu chỗ này chỗ kia liên tục à. Đây con cá lăng với con cá trèn bây giờ mình đã chế biến ra được như này nè, rồi bỏ ra cắt bỏ vô. Đây là con cá trèn. Đó, còn cái đầu mình làm lý rồi nha. Cái đầu với mình lấy một ít cơm này nè, mình làm lý mình cúng thằng rừng thằng núi rồi nha, thổ công thổ địa rồi nha. Đây mình thì cái cần của mình ngay đây. Hai cần nữa phía bên kia. Mình phải ở chỗ mát mới được. Đây, mình cột cái võng ở đây mình nằm, mình sinh hoạt ở đây hết nha mọi người. Thôi mời mọi người ăn cơm nha. Chứ mình câu mình không có ra nắng chịu nổi mọi người ơi. Rồi mời mọi người ăn cơm. Ui, lên cá mọi người. Ui. Ôi, lên cá rồi. Wow. Lên cá mọi người ơi. Vừa mới gần tối. À, lên cá rồi. Rồi câu mồi dế, ăn mồi dế nha mọi người. Rồi, mồi dế. Hey, mọi người ơi, vừa mới sau một ngày câu thì không được cái gì hết nha. Sau một ngày câu thì được có mỗi một con lanh với con cá trèn ăn thịt mất rồi. Trời nắng quá mình chẳng câu được cái gì. Thôi, có mồi dế nha mọi người. Chiều bây giờ trời sắp tối rồi. Mình móc mồi dế mình câu thử coi thì nó cá nó ăn. Con này chắc được 3-4 lạng gì đó. Thôi cũng được, suýt rớt luôn. Cũng gọi là có hàng nha mọi người. Thôi trời chuẩn bị tối rồi mọi người ơi, chuẩn bị sang Hugo thôi mọi người ơi. Để đợi thôi, đêm nay có cái gì hấp dẫn không nha. Mình cũng thích câu đêm nè mọi người. Chứ ban ngày mình cũng ít thích câu lắm. Ban ngày nắng quá, với lại ban ngày thường cái dòng săn mồi nó hay ăn về đêm nha. Rồi, lên cá. Một con đầu tiên trong đêm. Ủa, nó kéo quá trời kéo luôn rồi. Mình đang ở ngoài xa, mình chạy lại. Thôi xong rồi. Lâu quá nó chui vô rồi. Phướng rồi. Thôi mình quấn mình kéo cho nó đứt cục đá thử nha, hy vọng nha. Ôi ôi, nó kéo quá trời đẹp luôn. Rồi lên rồi, lên rồi mọi người ơi. Ui ôi, to mọi người ơi. Ui ôi, to. Ui ôi, những cái gì to dữ ta. Ui ôi, to lắm mọi người ơi. Ui ôi, to. Ui ôi ôi, to lắm mọi người ơi. Ui to lắm mọi người ơi. Lên hàng rồi. Đúng hàng rồi mọi người ơi. Tuyệt vời quá. Ua. Nặng lắm. Ua to. Ui ôi ôi mọi người ơi, to lắm. Ui trời ơi, con gì hả? Cá chiên, trời ơi. Đi tới đây cũng gặp cá chiên mọi người ơi. Trời ơi, mọi người coi nè, cá chiên này. Ôi ơi, đi xuống tới đây còn gặp cá chiên nữa. Ui ui, con cá chiên nó to. Ui ui, con cá chiên nó to, giờ làm sao ta. To quá mọi người ơi. Ôi ôi, mình là cao thủ cá chiên rồi. Để đây, mình chạy đây. Ui ui ui, nó dậy nha. Mọi người cố gắng theo dõi nha. Ui trời, nó mọi người. Cá chiên. Ui dồi ôi, cá chiên to mọi người ơi. Yeah. Eo ơi, xuống tới đây còn gặp cá chiên. Ui, đóng vai chạy đường nào. Eo ơi, mê. Tuyệt vời. Lên hàng trong đêm nha mọi người. Mê chưa. Con cá chiên 1 ký á. Ký hơn ký. Ai ngờ mình xuống tới đây cũng đụng cá chiên. Mọi người xem này. Con cá chiên hơn 1 ký nha. Eo ôi, phê quá. Nó kéo đứt cục đá luôn mọi người ơi. Ôi, cái lưỡi nó đóng nè. Mới có 7 giờ tối à. Mình đang đi men qua bên kia, mình lấy đồ, mình nghe chuông nó rung quá trời luôn.
mình chạy. Phê quá. Thôi mình gỡ ra nha mọi người ơi. 7 giờ tối nha mọi người. 7 giờ tối lên hàng. Cá chiên. Xuống tới đây còn gặp cá chiên nữa. Mình xuống đây để mình câu, như mình nói từ đầu, mình xuống đây để mình câu cá kết với cá lăng đỏ nha mọi người. Để cho nó để cho nó kéo cho nó phê xíu. Quá đã luôn. Rồi để mình gỡ ra nha mọi người. 15. Trời ơi mọi người, mình đang ở chỗ bãi câu của mình ở phía bên kia thì em Tài làm được một cái chuyện kinh khủng khiếp. Đó là mình run tay rồi. Đây em Tài đây. Em đừng có soi cái đèn vô. Em Tài đây nè mọi người. Em Tài mới làm một cái chuyện kinh khủng khiếp nè mọi người. Eo ơi. Dã man thật chứ. Ôi ôi em Tài lên một con cá chiên phải 7 kg nha mọi người. Từ nhỏ con này nói đâu mà câu cá chiên là mình đón ký là ít khi sai lắm. Mình đón con này từ 6,5 kg đến 7 kg không bao giờ sai. 6,5 kg 7 kg sao nó bự dữ vậy anh? Ờ, để về em Tài. Em đo coi. Không không, cỡ 6,5 kg đến 7 kg. 2 gang. 3 gang. Anh câu cá chiên thì 4 gang. Trời ơi má ơi, nó to khủng khiếp. Ôi ôi, mọi người xem nè. Trời ơi. Trời cái ơi, cái đầu của nó, cái đúng cái đầu của nó nha, cái bàn tay của mình nè mọi người, đúng bằng cái đầu của nó luôn. Mình phải chạy qua, mình chạy, trời ơi nó la quá trời la luôn, mình chạy qua mình phụ nó. Anh không qua chắc ôi sẽ bị bắt được quá, đứt dây quá. Trời ơi, mình chạy quá trời, mình cứ nói là đừng có xả ben lỏng ra đợi mình chạy. Chạy sắp mặt luôn. Tay cầm cái đèn qua luôn luôn á. Rồi em bê lên một cái coi. Em bê lên coi, nắm cái đuôi với cái đầu. Tuyệt vời. Hơn ra rồi, con này 8 kg á. Nằm ngang, nằm ngang. Nằm ngang. Ôi bê ngang coi, bê ngang coi. Ôi trời nặng dữ không nội ơi. Wow, trời ơi, đẹp em, quá em ơi. Em tưởng chính khúc gỗ. Đẹp quá em ơi. Nó ghi xuống cái em cắm cái đầu xuống cái em trượt cái chân ngay cục đá. Trời ơi. Tuyệt vời quá. Trời ơi trời, anh hai lưỡi luôn anh. Anh hai lưỡi một lần. Trời cái miệng đó nè. Trời ơi, nguyên cái bàn tay mình vô vừa luôn á. Coi kìa, một cái lưỡi nhỏ với cái lưỡi kìa. Đúng rồi, đóng được hai lưỡi luôn. Trời ơi, nó câu. Em câu vậy hàng gì đụng Hugo không bao giờ bắt được mà. Em câu lưỡi nhỏ quá. Ê, mà dây nhỏ nữa. Anh câu được nè, bự vậy chưa? Ơi trời. Em câu được còn 6,6 kg rồi. Thôi nha mọi người, để mình về mình lo cần của mình đã. Cần của mình nó đang ăn nó kéo reng 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 luôn mà. Anh nó la quá mình phải chạy đi. Anh lấy cái tay em sát thử một tay coi. Thôi được rồi ông ơi. Anh sát thử coi phải con này phải hơn á. Chào mọi người nha. Mình mới giờ lên một con lăng đỏ nhỏ nữa nha mọi người. Mình thấy nó rung yếu yếu quá nên mình không có quay phim nha. Đây mọi người ơi, để mình gỡ nó dính mép này. Để mình gỡ ra mình thả đi luôn nha. Lăng đỏ bú bình có tí xíu à. Thôi ôi. Từ lúc em Tài nó làm cái điều không thể tới bây giờ câu mà nó hồi hộp ghê luôn các bạn ơi. Quá trời luôn. Bây giờ mới có khoảng 8 giờ tối thôi nha các bạn. Rồi mình gỡ nó ra rồi mình thay mồi nha. Chào mọi người, buổi sáng nha. Chào mọi người buổi sáng. Bây giờ sáng rồi mình mới vừa dậy á, mình thay mồi hai cần câu của mình rồi nha. Một cần mình chuyển lên chỗ đây và một cần mình câu chỗ đây. Thì trời sáng lên chắc cũng khoảng tầm 6:05, 6:10 gì đó vẫn chưa có ánh nắng lên nha mọi người. Mình quay quanh cái bãi câu hôm qua mình câu đêm đây nè. Đó, hôm qua mình câu đây. Em Tài thì câu phía bên kia nha. Ở kia là một cái thác. Đó, câu ở đầu thác. Hôm qua nó làm được điều kinh khủng quá mọi người. Đây cho mọi người xem cái chỗ của mình ngủ này. Ở ngay chỗ đây nó có một cái tảng đá nó rất là bằng luôn. Xong rồi cái mình tải một cái tấm bạc xuống dưới, xong rồi mình bung cái võng của mình ra, cái võng mùng á. Rồi mình làm cái chăn mình đắp ấm lắm mà mọi người ơi, không có lạnh luôn. Trời gần Noel rồi mà không có thấy lạnh luôn, ngủ ngon luôn. Đó, cái bãi câu đẹp quá mọi người. Bên này là rừng không à. Đó, toàn là rừng không. Mình đi, lúc mình đi là mình đi men men chỗ này nè. Mình đi vòng cung, hai anh em câu gần nhau. Hôm qua nó bắt được con Hugo ngay chỗ góc đó mọi người. Quá đã luôn. Rồi bây giờ mình... tiếp tục câu nha mọi người. Bây giờ mình tiếp tục câu tiếp. Rồi, mình đi qua bên này. Mình câu chỗ kia này nha mọi người. Mình đi qua đây mình thăm em Tài. Mọi người xem cái bãi bên này cũng rất là đẹp nha. Rồi, đây là cái chỗ của em Tài ngủ nè. Hello em. Hello, chào buổi sáng. Đây là cái chỗ của em Tài ngủ nè mọi người. Trời ơi, nó có tấm tanh nào nó làm ghê không bài bản không? Không có xương xuống thôi à, lạnh lắm. Không, anh hôm qua anh nằm đâu có xương đâu mà... Đó, nó chui vô cái thuyền này nó nằm. Vậy mà nó còn la lạnh nữa. 2 giờ sáng nó lạnh ghê thiệt. Anh, em không bung cái võng ra đắp à? Có chứ. Có mà sao lạnh được. Ở chỗ nó nha mọi người. Trên ngoài lạnh dữ lắm. Đâu Hugo đâu, ban ngày đâu, cho mọi người xem cái.
mọi người xem cái điều khó xảy ra. Ui rồi ôi ui phê sướng không đó, lần đầu tiên làm chuyện ấy lắm em nói là lắm. Khoảng 6,5 kg thôi, 7 kg 8 kg đó giỡn, em nhìn cá là hơi bị điếm đó. Ok rồi, ôi rồi ui trời ơi, về anh làm hình thôi mình ấp trước mày luôn. Quá ơi mọi người, trời linh hết rồi. Không sao đâu, để nó đấy, quá đã luôn mọi người. Em cái chuyện khó hai. Vậy nó không làm được. Ui sao còn 2 giây chưa vậy? Em buộc 2 cái dây, 1 dây đuôi 1 dây đầu. Mình chào tất cả mọi người. Sau khi buổi sáng anh em mình dậy rồi á, thì theo lịch trình là anh em mình quyết định câu tới trưa rồi về. Nhưng mà cũng mệt rồi, với lại thấy con cá Hugo của em Tài nó yếu á, nên thôi anh em mình dọn đồ luôn nha. Anh em mình mới vừa dọn đồ này, tháo cái chòi của em Tài này. Rồi em Tài, hello. Rồi em nâng con Hugo lên cho chiêm ngưỡng xíu đi em trai. Từ từ, tóc nâng. Đẹp trai đã. Nâng lên xíu coi. Búa tóc đẹp trai đã. Ướt người này, thế nào ướt người này. Cầm cái dây á. Rồi cái đầu nó đập. Đứng lên, đứng lên. Được. Tụt đi. Quá kinh khủng. Rồi mọi người, sau khi em Tài nâng lên á, rồi cái anh em mình đem hai con cá ra bãi này nha. Cái việc đầu tiên á mình cho mọi người xem. Đây là con cá lanh này khoảng tầm 3-4 lạng á. Hôm qua là con kia cũng con với mà 3-4 lạng. Với một con cá chèn. Với một con cá chèn nữa thì mình anh em mình kho ăn cơm rồi nha mọi người. Sau đó mình câu lại được một em này lúc chầm chập tối á. Khoảng 3-4 lạng rồi. Em Tài cứ nói nửa ký hả? Anh cá gì không? Con nó anh cần nửa ký nữa hay gì em chịu. Em Tài bảo là nửa ký nhưng mà thôi mình không rành. Với hai con cá chèn sáng ra thăm câu này. Sáng ra để một cần câu ngủ đêm tới sáng á. Sáng ra dỡ lên cần mình dính con, cần em Tài dính con. Rồi còn quan trọng nhất là đây nè mọi người. Con đây cá là khoảnh khắc. Con cá đực á. Ôm đây nhau là, mà. Đây là khoảnh khắc nè mọi người. Cá quá đã luôn. Cá nó ốm hả? Ôi. Hugo của em Tài. Cá nó ốm dưới ta. Ôi, Hugo của em Tài mọi người, quá đã luôn. Cá đực tuyệt vời luôn. Cá đực. Đây em cầm cái GoPro giùm anh ấy, anh cho anh ôm cá lên xíu đỡ thèm xíu coi. Eo ơi. Ôi trời ơi mọi người. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Lâu rồi, mùa vừa rồi, cả một mùa cá chiên vừa rồi mình không có câu được con nào lớn như vậy nha. Con lớn nhất có 2,8 kg của mùa vừa rồi à. Mà xuống đây thì đầu tiên là mình câu được con này. Câu được con này trước nha mọi người. Mình câu được trước rồi, em Tài nó ngưỡng mộ mình quá chừng luôn. Ô, nó ngưỡng mộ mình á, nó thèm thuồng gì đâu á. Xong cái nó cầm cần ra, nó quăng sao, nó quăng ngay mồm luôn. Nó đóng được con này, trời ơi, làm mình tắt tiếng luôn. Thôi, sợ luôn. Thôi, được rồi. Clip đi như vậy là có thành quả là rất là vui nha mọi người. Rất là vui và có thành quả, hai anh em đều có thành quả hết. Clip mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hai anh em mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người xem video nhớ cho anh em mình xin một like nha, một comment nha. Bye bye. Anh để chế độ